Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin buổi sáng của Kali Today. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 29 tây tháng 9 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Trung Quốc và Canada cãi nhau tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Công khai đối đầu Trung Quốc, ván bài chiến lược lớn nhất trong lịch sử của Australia. Đảng Cộng Hòa muốn chính phủ sẽ bị đóng cửa để hạ gục đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden. Thất bại sau bầu cử Đức, Chủ tịch CDU Armin Laschet đối mặt sức ép từ chức. Và tiết lộ mới nhất trong quyển sách của bà Stephanie Grisham, ông Putin đã từng đem một mỹ nhân đến cuộc họp kín để quyến rũ Donald Trump. Và Thống đốc South Dakota Kristi Noem bị chỉ trích vì đạo đức giả. Vấn đề gửi thư của USPS sắp chậm hơn và mắc tiền hơn. Và bài bình luận chính trong chương trình hôm nay: Trump có thể thắng cử năm 2024 dễ dàng và hợp pháp nếu. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào chương trình hôm nay. Theo đài CNN, thì vụ tranh cãi đã xảy ra khi mà Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mark Garneau đã nhắc đến vụ hai công dân Canada đã được Trung Quốc thả tự do gần đây. Ông Garneau cho rằng ông Michael Spavor và ông Michael Kovrig đã bị chính phủ Trung Quốc cầm tù để trả đũa cho vụ Canada đã bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, tức bà Mạnh Vãn Chu, vào tháng 12 năm 2018. Chính phủ Trung Quốc đã liên tục nhấn mạnh rằng việc hai người Canada bị bắt không liên quan gì đến việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada. Nhưng mà họ cho rằng hai người đàn ông này đã tham gia vào các hoạt động đã gây nguy hiểm cho an ninh của Trung Quốc. Nhưng mà đáp lại, thì phía Canada đã tuyên bố bà Mạnh Vãn Chu đã được đối xử với sự độc lập về tư pháp và pháp quyền. Đồng thời lưu ý rằng bà đã cảm ơn tòa án Vancouver trước khi rời khỏi Canada. Trong khi đó, thì hai công dân Canada bị bắt tại Trung Quốc thì lại không được hưởng mức độ minh bạch, sự tôn trọng, thủ tục tố tụng hoặc độc lập tư pháp tương tự. Và sau khi bà Mạnh Vãn Chu được thả rồi, thì Ottawa đã thông báo hai công dân Canada cũng được chính phủ Trung Quốc thả tự do cùng lúc. Ông Michael Spavor và Michael Kovrig đã bị Bắc Kinh giam giữ hơn 1.000 ngày, tức là hơn 3 năm. Vì cáo buộc gián điệp sau khi mà bà Mạnh Vãn Chu bị bắt. Và kính thưa quý vị, đối với việc mà nước Úc công khai đối đầu với Trung Quốc, thì đây có thể là gọi là ván bài chiến lược lớn nhất trong lịch sử của nước Úc. Lựa chọn của họ đứng về phía nước Mỹ và chống lại Trung Quốc đã được đánh giá là một ván bài chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định nào cũng đều phải trả bằng một cái giá nhất định nào đó. Khi ông Scott Morrison trở thành Thủ tướng Australia cách đây 3 năm, ông đã tuyên bố rằng nước này có thể duy trì quan hệ thân thiết với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, trong khi vẫn tiếp tục hợp tác với Mỹ, đồng minh an ninh quan trọng. Tuy nhiên, sau đó vào tháng 9 năm nay, thì nước Úc đã đưa ra lựa chọn của mình. Sau nhiều năm mối quan hệ với Trung Quốc xuống dốc, nước Úc đã quyết định tham gia vào một thỏa thuận quốc phòng mới với Mỹ và Anh qua hiệp ước AUKUS để được hỗ trợ phát triển tàu ngầm hạt nhân. Đây là một bước tiến lớn cho sức mạnh quân sự của nước Úc. Đây thực sự là một khoảnh khắc quan trọng và cách thức mà nước này nghĩ về tương lai của mình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và nước Úc đang sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro mới trong mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc để đứng lên có một thế đứng vững vàng hơn. Tuy nhiên, khi lựa chọn cứng rắn với Trung Quốc thì dĩ nhiên nước Úc cũng phải trả một cái giá nhất định. Đó là các chủ trang trại và các nhà sản xuất rượu ở nước Úc vẫn đang băn khoăn liệu Trung Quốc rồi có thể dỡ bỏ phong tỏa với những hàng hóa của họ hay không. Nhưng mà Trung Quốc cho thấy rằng họ ngày càng cứng rắn và quyết liệt hơn. Ở nước Úc, kính thưa quý vị, đã có những mối lo ngại khi mà
có cái sự gia tăng về những nỗ lực mà chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng với các công ty, các trường đại học và các chính trị gia của nước Úc. Và trước những căng thẳng hiện nay, thì nước Úc đã vượt qua được những cú đánh về kinh tế đáp trả của Trung Quốc, khi mà họ chưa tìm được nguồn thay thế khả thi cho vấn đề quảng sắt của nước Úc. Thì nước Úc đang nhanh chóng tìm kiếm cho mình được các thị trường mới cho một số mặt hàng. Và một số chuyên gia an ninh cho rằng, những hành động đáp trả gần đây của Trung Quốc nhằm vào nước Úc đã đẩy Canberra về phía nước Mỹ nhiều hơn. Chúng ta quay trở lại với lại vấn đề chính trị của nước Mỹ, kính thưa quý vị. Đây là vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay. Khi mà đảng Cộng Hòa, họ muốn chính phủ sẽ bị đóng cửa. Để làm gì để hạ gục đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden? Đó là điều mà ai cũng nhận thấy cả. Thưa quý vị, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, họ đã chặn một dự luật vào tối thứ hai để giữ cho chính phủ hoạt động và cho phép liên bang vay nợ. Nhưng các đảng viên Dân Chủ, họ đã cố gắng ngăn chặn việc này và thúc đẩy các kế hoạch lớn hơn của Tổng thống Joe Biden nhằm tái định hình chính phủ. Và các nỗ lực không nhất thiết phải liên kết với nhau. Nhưng thời hạn tài chính cuối năm để cấp vốn cho chính phủ vào thứ năm tuần trước đang tăng lên so với mong muốn của đảng Dân Chủ nhằm đạt được tiến bộ trong cuộc đại tu liên bang với ngân sách trị giá 3.500 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden. Như vậy, kính thưa quý vị, tất cả những cái vấn đề này đang tạo nên một khoảnh khắc hỗn loạn cho Tổng thống Joe Biden và cho đảng Dân Chủ của ông, với những hậu quả nhất định sẽ định hình nhiệm kỳ tổng thống của ông và tương lai chính trị của chính các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ. Nếu thành công, có nghĩa là một thành tựu mang tính bước ngoặt. Và nếu đảng Dân Chủ có thể thông qua được dự luật ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Joe Biden, nếu thất bại, thì nó sẽ đi kèm với viễn cảnh đáng sợ nhất. Đó là chính phủ đóng cửa, là khủng hoảng nợ và kinh tế suy thoái. Khi những điều này xảy ra, thì dĩ nhiên sự nghiệp chính trị của cả đảng Dân Chủ và của cả Tổng thống Joe Biden sẽ rơi vào ngõ cụt trong năm tới, chứ không đợi đến năm 2024. Chúng ta cần phải nhìn nhận, các đảng viên Dân Chủ cho biết họ sẽ thử lại trước thời hạn cuối cùng vào thứ năm tuần này, tức ngày mai, 30 tháng 9, để thông qua dự luật tài trợ cho các hoạt động của chính phủ và loại bỏ cuộc tranh luận về giới hạn nợ trong một ngày khác, gần với thời hạn tháng 10 riêng biệt. Trong khi đó thì Tổng thống Joe Biden và các đồng minh đảng Dân Chủ của ông trong Quốc hội đang tìm cách tính toán lại bản cân đối kế toán của quốc gia từ trợ cấp tiền mẫu giáo và chăm sóc trẻ em miễn phí cho các gia đình có con nhỏ, đến dịch vụ chăm sóc răng miệng và thiết bị trợ thính cho người cao niên, có Medicare. Và có rất nhiều thứ trong đề xuất của Tổng thống Joe Biden được yêu cầu phải giữ lại bằng mọi cách, không được giảm bớt hay là lấy ra khỏi dự luật. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng chính những mức chi trả này sẽ được bù đắp lại bằng việc tăng thuế suất doanh nghiệp từ 21% lên 26,5% đối với những công ty có thu nhập trên 5 triệu Mỹ Kim một năm, và nâng mức thuế cao nhất đối với cá nhân từ 37% lên 39,6% đối với những người có thu nhập trên 400.000 Mỹ Kim một năm, hoặc 450.000 Mỹ Kim cho các cặp vợ chồng. Đây là điều mà đảng Cộng Hòa và hai kẻ ngoại đạo Joe Manchin và Kirsten Sinema cố gắng phản đối đến cùng. Tuy nhiên, với việc các đảng viên Cộng Hòa họ quyết tâm phản đối như vậy, thì các đảng viên Dân Chủ đang gấp rút cắt giảm tổng số chi của dự luật xuống một mức nào đó khả dĩ có thể chấp nhận được, nhưng chắc chắn là sẽ không bớt nhiều, nhưng chủ yếu vẫn giành được các quyền lợi trong đảng Dân Chủ của họ. Khi mức giá tổng cộng giảm xuống, thưa quý vị, thì có thể Hạ viện sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ Tổng thống Joe Biden, khi ý của ông là muốn giữ nguyên tất cả mọi khoản chi đã được ấn định từ trước đây, không bớt cái gì cả. Cá nhân ông đã lên tiếng kêu gọi các thành viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội nỗ lực giải quyết những khác biệt và đưa tầm nhìn sâu rộng về chính sách đối nội của mình về phía trước,
cũng như cân nhắc đến tương lai chính trị của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Bởi vì theo ông, nếu thất bại, thì lúc đó không có ai là ngoại lệ cả, sẽ thoát được sự trừng phạt. Nếu chúng ta làm được những điều nên làm, đất nước này sẽ có được một tương lai sáng lạng hơn bao giờ hết. Tôi mong các nhà lập pháp của Quốc hội hãy cố gắng gạt bỏ những khác biệt nhỏ để có được một quyết định lớn và đúng đắn vì người dân Mỹ, vì đất nước này. Với tất cả các đảng viên Cộng hòa cùng phản đối và lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện cũng vậy, Mitch McConnell đã cứng rắn bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời cho các hoạt động của chính phủ có thể kéo dài đến đầu tháng 12, đồng thời cung cấp quỹ khẩn cấp cho cơn bão Ida và các hoạt động cứu trợ thảm họa khác và một ngân khoản cho người tị nạn Afghanistan. Thưa quý vị, đối với việc nâng giới hạn trần nợ quốc gia hiện đang là một thứ vũ khí chính trị được đảng Cộng hòa sử dụng để tấn công đảng Dân Chủ. Mặc dù cả hai đảng, cả Tình và Lý thì đều phải chịu trách nhiệm chung về việc nợ chính phủ ngày càng tăng. Bộ Tài chính thì cho biết chính phủ sẽ cạn kiệt tiền mặt và sẽ không thể thanh toán cho các hóa đơn vào tháng tới. Ngày thì chính xác thì chưa rõ ràng lắm, nhưng tình hình như vậy thì sẽ làm tăng thêm sự không chắc chắn và rủi ro rằng các nhà lập pháp sẽ hết thời gian trước khi họ có thể tránh được một thảm họa tài chính. Và Mitch McConnell đã nói rằng ông ta muốn tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn một vụ vỡ nợ nghiêm trọng, nhưng ông muốn buộc đảng Dân Chủ phải chia đôi gói dự luật ngân sách và tự chịu trách nhiệm về việc nâng mức trần nợ quốc gia. Như vậy liệu đảng Dân Chủ họ có thể vượt qua được sự chia rẽ trong đảng của họ để giải quyết ổn thỏa các gói dự luật hay không? Kính thưa quý vị, không có gì bảo đảm cả rằng đảng Dân Chủ sẽ có thể thông qua dự luật kịp thời trước khi Hoa Kỳ gây ra tình trạng vỡ nợ. Tôi đã từng nói câu này rất nhiều lần. Đảng Dân Chủ không còn nhiều thời gian cho tất cả mọi vấn đề. Nhưng trước mắt thì bây giờ quốc hội chỉ còn có vài ngày thôi để hành động trước khi chính phủ liên bang đóng cửa và bắt đầu sa thải công nhân giữa đại dịch. Và chính phủ chỉ còn được tài trợ cho đến hết ngày 30 tháng 9. Những vấn đề xảy ra như vậy nó sẽ gây xáo trộn thị trường tài chính và làm gián đoạn các hoạt động cơ bản của chính phủ. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước sang một bản tin thế giới của châu Âu liên quan đến nước Đức. Thì thất bại sau cuộc bầu cử ở Đức, thì chủ tịch của đảng CDU, tức là đảng của bà Angela Merkel, ông Armin Laschet, đã đối mặt với sức ép phải từ chức. Sức ép buộc ông từ chức đảng CDU đã gia tăng sau khi mà phe bảo thủ của ông bị thua trước đảng Dân Chủ Xã Hội, tức là đảng SPD, trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 26 tháng 9 vừa qua. Đối với Liên minh Dân Chủ Xã Hội Cơ Đốc Giáo, tức CDU và CSU là hai đảng liên minh với nhau, họ đã ghi nhận một kết quả bầu cử tồi tệ nhất ở nước Đức thời hậu chiến, khi mà họ chỉ nắm giữ được có 24,1% số phiếu bầu, đứng thứ hai sau đảng SPD của ứng cử viên Olaf Scholz của đảng SPD với 25,7%. Nhưng mà ông Armin Laschet thì lại hy vọng khối bảo thủ sẽ tiếp nối nhiệm kỳ của Thủ tướng Angela Merkel và vẫn khẳng định rằng CDU-CSU sẽ cố gắng xây dựng một liên minh cầm quyền và sẵn sàng đàm phán với đảng xanh cũng như đảng Dân Chủ Tự Do FDP về khả năng hợp tác chung với nhau. Nhưng hiện nay thì lại ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông Laschet phải thừa nhận thất bại và từ chức, ngay cả trong chính đảng của ông. Ellen DeMuth, một thành viên của CDU tại Quốc hội bang Rhineland, cho rằng: xin hỏi ông Laschet, ông cần phải thừa nhận rằng ông đã thua cuộc. Xin hãy có cái nhìn sâu sắc và tránh gây thiệt hại thêm cho đảng CDU và hãy từ chức đi. Còn đối với Markus Mühlheim, chủ tịch hội thanh niên của CDU tại bang Sachsen, thì kêu gọi một sự khởi đầu mới. Và theo ông thì điều này chỉ có thể thành công nếu lãnh đạo và ứng cử viên thủ tướng của chúng ta,
ông Armin Laschet từ chức. Và một tiết lộ vui vui nhưng mà nó cũng liên quan đến vấn đề chính trị, kính thưa quý vị, đó là việc ông Putin, tổng thống nước Nga, đã đi cùng với một mỹ nhân đến một cuộc họp kín để quyến rũ Donald Trump. Đó là điều tiết lộ mới nhất trong cuốn sách của bà Stephanie Grisham. Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông này đã mang theo một nữ phiên dịch viên rất quyến rũ và thân hình cân đối khi mà đến cuộc họp với lại Donald Trump. Để làm gì? Chủ yếu là để đánh lạc hướng những cái suy nghĩ và những nhận định khi mà nói chuyện với nhau tại cuộc họp năm 2019. Và ông Trump thì lúc đó đã nói với ông Putin rằng ông ta sẽ có một màn trình diễn chuyên nghiệp bằng hành động và sẽ tỏ ra cứng rắn trước ống kính của báo chí. Nhưng mà sau đó khi mà trò chuyện thân mật giữa hai người với nhau, khi có không gian riêng tư rồi đó, thì bà Stephanie Grisham đã tiết lộ trong một cuốn sách. Đó là những điều mà ít ai biết trong thời gian vừa qua. Bà Stephanie Grisham là trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016. Bà đã trở thành phát ngôn viên của Melania Trump trước khi được bổ nhiệm làm thư ký báo chí và giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Sau đó bà trở lại cánh đông để làm người phát ngôn của đệ nhất phu nhân và làm chánh văn phòng của Melania Trump. Lúc đó thì ông Trump nói với ông Putin khi mà hai người gặp nhau vào tháng 6 2019 tại kỳ thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Ông ta đã nói gì? Được rồi, tôi sẽ hành động cứng rắn với ông một chút trong vài phút trước ống kính của bọn phóng viên nhé. Nhưng đó là chỉ để cho bọn báo chí thấy thôi. Sau khi họ rời đi, chúng ta sẽ nói chuyện thân tình hơn. Ông biết nhé. Thưa quý vị, đó là cuộc gặp với ông Putin diễn ra 11 tháng sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Khi đó thì ông Trump dường như đứng về phía Tổng thống Nga và tỏ ra không tin tưởng các cơ quan tình báo của Mỹ về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến bà thống đốc của tiểu bang South Dakota, Kristi Noem, đang bị tung lên mạng xã hội bởi vì bà đã lạm dụng quyền lực bằng cách sử dụng ảnh hưởng văn phòng của mình để giúp cho con gái xin được giấy phép thẩm định bất động sản từ cơ quan của tiểu bang. Đối với bà Kristi Noem, thì bà đã không thừa nhận mình sai với tư cách là thống đốc, mà bà còn tố ngược lại các cơ quan truyền thông đã tấn công vào những đứa con của bà ấy. Theo hãng tin AP, thì hôm thứ Hai, họ đã đưa tin bà thống đốc Kristi Noem đã triệu tập nhiều quan chức tiểu bang đến một cuộc họp với mình. Và bà dẫn theo đứa con gái của bà, có tên là Cassidy Peters, khi đó 26 tuổi. Khi cô gái này đang có nguy cơ sẽ bị từ chối cấp phép thẩm định bất động sản. Và không rõ điều gì đã xảy ra tại cuộc họp. Nhưng chỉ vài tháng sau, thì cô Cassidy Peters đã được cấp giấy phép. Và đối với cựu luật sư đạo đức trưởng dưới thời của Tổng thống George W. Bush, ông Richard Painter, thì ông đã nói với hãng tin AP rằng đó rõ ràng là có xung đột lợi ích và lạm quyền vì lợi ích của một thành viên trong gia đình. Ngoài ra, tờ báo AP, họ còn tìm hiểu được về vị quan chức của tiểu bang là người có kế hoạch và có trách nhiệm từ chối hay là chấp nhận việc cấp giấy phép cho con gái của bà thống đốc, thì ông này đã bị áp lực buộc phải nghỉ hưu. Và ông này sau đó đã kiện lên tiểu bang và đòi giải quyết cái bồi thường khoảng 200.000 Mỹ Kim. Và tờ AP cũng đã chỉ ra rằng chính bà Kristi Noem đã từng công kích mạnh mẽ vào người con trai của Tổng thống Joe Biden khi đó, khi mà đang trong thời gian tranh cử, để chứng tỏ lòng trung thành và lấy điểm với Donald Trump. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến nước Mỹ và cũng không vui lắm. Đó là việc vấn đề những dịch vụ của công ty bưu điện USPS có thể là họ sẽ thay đổi mới nhưng mà hoạt động chậm hơn nhưng mà giá tiền thì lại mắc hơn. Vấn đề đó như thế nào? Thưa quý vị, những người Mỹ đã thất vọng
với dịch vụ chậm chạp của bưu điện Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, thì có lẽ giờ đây người Mỹ sẽ không vui chút nào khi mà nghe tin này. Đó là dịch vụ bưu điện sẽ còn hoạt động chậm hơn nữa và mắc hơn trong thời gian sắp tới. Khi mà bắt đầu từ thứ sáu này, trong tuần này, thì dịch vụ bưu điện sẽ thực hiện các tiêu chuẩn dịch vụ mới cho thư hạng nhất và tạp chí định kỳ. Và những thay đổi này đồng nghĩa với việc tăng thời gian vận chuyển đối với thư đi trong những chặng đường dài trong nước Mỹ. Chẳng hạn như từ New York đến California và những loại thư thuộc dạng ưu tiên với 61% và tạp chí định kỳ với 93% sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Trung bình thì một thư hạng nhất đi và đến trong cùng khu vực của một tiểu bang sẽ có thời gian gửi là 2 ngày. Và những thay đổi đối với thời gian tiêu chuẩn của dịch vụ mới là một phần trong kế hoạch chiến lược 10 năm của công ty bưu điện đã được Tổng Giám đốc Bưu điện Louis DeJoy công bố vào tháng 3 năm 2021. Và kế hoạch này đã bị các quan chức dân cử chỉ trích nặng nề. Ông Louis DeJoy đã đảm nhận vị trí của mình vào tháng 6 năm 2020, mặc dù không có kinh nghiệm gì về dịch vụ bưu chính trước đó. Vị trí Tổng Giám đốc Bưu điện không phải do Tổng thống bổ nhiệm, mà do Hội đồng Thống đốc Bưu điện hoạt động độc lập bổ nhiệm. Và dịch vụ bưu chính đã gặp khó khăn vì các vấn đề tài chính trong nhiều năm qua. Và đại dịch coronavirus chỉ khiến cho tình hình này trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 26 tháng 12, thì dịch vụ bưu điện sẽ tạm thời tăng giá trên tất cả các gói hàng thương mại và bán lẻ trong nước. Bởi vì mùa lễ và lượng gửi thư tăng rất nhanh trong thời điểm này. Và những đợt tăng giá đó sẽ không ảnh hưởng đến những việc chuyển hàng đi quốc tế. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận chính trong ngày hôm nay. Khi mà tôi chọn cái tựa đề Trump có thể tái cử năm 2024 dễ dàng, công bằng, hợp pháp nếu, kính thưa quý vị, khi tôi dùng tựa đề này cho bài bình luận chính trong ngày hôm nay, có lẽ sẽ có nhiều vị thính giả sẽ lấy làm ngạc nhiên và cảm thấy hơi khó hiểu về chữ nếu ở cuối câu. Trump có thể thắng cử trong năm 2024 dễ dàng, công bằng và hợp pháp nếu. Và chữ nếu đó, kính thưa quý vị, đó là nếu Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ không đủ khả năng để giải quyết 4 vấn đề sau đây. Các con số tượng trưng cho đánh giá và sự tín nhiệm của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang giảm xuống. Đó là chúng ta phải thừa nhận điều đó. Nó đã mở đường cho những thành tựu của Đảng Cộng Hòa vào năm 2022. Và sự trở lại của một tay cựu tổng thống với 2 lần bị luận tội muốn trở thành ứng cử viên tổng thống trong năm 2024. Mới nghe qua thì chúng ta nghĩ rằng đây là một vở tuồng chính trị đã được đặt để cho từng thời kỳ với các vai diễn khác nhau. Dĩ nhiên, chính từ những âm mưu thâm độc của một Đảng Cộng Hòa cực đoan và những thành phần ủng hộ Trump là những nguyên nhân chính dẫn đến những thời kỳ tiếp nối nhau trong một vở tuồng chính trị. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói đến một cuộc khủng hoảng của nền Cộng Hòa và những kẻ phá hoại mà gạt sang một bên những sai lầm và thiếu sót của những đảng viên dân chủ, của những người chống Trump, thì đó cũng được xem là một nhận định thiếu công bằng. Đây không phải là một lời phàn nàn để đưa ra một nhận định trung dung khi nói rằng cả hai bên đều có lỗi. Thưa không, chỉ có một bên có lỗi mà thôi. Chỉ có một bên gồm những con người cực đoan đã tạo nên cuộc khủng hoảng này. Họ là những người sẵn sàng bầu lại một tổng thống tham nhũng và độc tài bằng cách tước quyền của các cử tri hợp pháp, vì đó là cách duy nhất để làm được điều đó. Nhưng không vì thế mà những người chống Trump, chống một kẻ tệ hại, lại cần phải ra trận để chiến đấu như là những người lính ra xa trường
để chiến đấu với quân địch, mà vì chính những tính toán sai lầm, những quyết định chậm trễ và những quyết sách thiếu thông minh của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cộng với cái tôi cao ngất trời của các đảng viên Dân Chủ, đi cùng với sự thiếu may mắn, không có được sự đoàn kết trong nội bộ đảng Dân Chủ, khi vẫn còn gặp phải những kẻ ngoại đạo ngoan cố cản đường vì danh tiếng và lợi ích cá nhân chứ không vì đảng phái của mình. Kính thưa quý vị, chính những rắc rối, trở ngại và thất bại này của chính quyền Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ là những thứ sẽ tạo nên những đôi hia bẫy dặm cho Trump và đảng Cộng Hòa nhảy những bước nhảy thật xa trong năm 2022 và 2024. Và rồi họ sẽ đường đường chính chính giành lại tất cả từ tay đảng Dân Chủ. Có bốn vấn đề rắc rối, trở ngại khác nhau, nhưng chúng lại có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và bốn vấn đề này cần một phép thần thông từ một nhà phù thủy Joe Biden và một sự đồng lòng đoàn kết từ những đảng viên Dân Chủ để giải quyết dứt điểm. Nhưng để rõ ràng hơn, kính thưa quý vị, tôi sẽ tách chúng ra và thảo luận lần lượt từng vấn đề một của bốn vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ hiện nay đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới phát triển trong việc sử dụng vaccine. Ngay cả với những quốc gia bằng cách nào đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội để có được vaccine như Úc, Nhật Bản, thì hiện nay họ đang vượt qua Hoa Kỳ và họ sẽ về đích sớm hơn. Lời hứa cao nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden là sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch và khôi phục đất nước trở lại bình thường vào năm 2022. Nhưng, kính thưa quý vị, chính những thông tin sai lệch của các đảng viên Cộng Hòa và thuyết âm mưu của phe cánh hữu cực đoan đã cản trở lời hứa của Tổng thống Joe Biden trong năm 2021. Ngay cả có khi mà có một cái sắc lệnh nghiêm túc đến từ chính quyền liên bang liên quan đến việc bắt buộc chích ngừa để có thể vượt qua những trở ngại đó vào mùa thu này và chậm nhất là mùa đông, nhưng mà thời gian lại bị kéo dài một cách cố ý, đã làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 với biến thể Delta. Bởi vì đại dịch mà các học sinh chưa thể trở lại trường học trong sự an toàn cao nhất trên toàn quốc. Và một đội ngũ baby boomers khổng lồ với khoảng 21% dân số sinh ra từ khoảng 1946 đến năm 1955 tại Hoa Kỳ, họ sẽ ghi danh xin về hưu trong thời đại dịch COVID-19. Quý vị biết 21% dân số Hoa Kỳ, tức là vào khoảng 70 triệu người, ở vào lứa tuổi không còn sức lao động, không còn muốn lao động và muốn về hưu. Đó là một gánh nặng khổng lồ cho đất nước. Rồi trợ cấp thất nghiệp kéo dài đã hết hạn vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Nhưng các nhà kinh tế học vẫn chưa nhận thấy sự gia tăng số lượng người xin việc làm. Và kết quả là sự thiếu hụt hàng hóa, bao gồm xăng và thịt bò, các mặt hàng công nghiệp quan trọng như thủy tinh và các sản phẩm tiêu dùng bao gồm quần áo và giày dép. Đó là những cái khó khăn trong đại dịch COVID-19. Rồi vấn đề thứ hai, kính thưa quý vị, đó là giá cả và lạm phát. Với việc các chuỗi cung ứng bị siết chặt vì chuyên chở khó khăn trong đại dịch, nhu cầu tiêu dùng của nước Mỹ đang tăng mạnh, thì Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ Mỹ Kim vào tháng 3 năm 2021. Và dự luật cứu trợ này đã phần nào bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ không bị sụp đổ. Giờ đây, năm 2021, người tiêu dùng háo hức mua nhà, xe hơi
mua vé máy bay đi du lịch, mua quần áo và hàng tiêu dùng trong gia đình. Họ đang chấp nhận mức nợ hộ gia đình cao hơn để tài trợ cho việc mua sắm của họ. Vào tháng 8 năm nay thôi, thì nợ hộ gia đình đã tăng lên mức cao nhất trong một quý kể từ năm 2007. Trong thời đại dịch, một số người Mỹ vẫn có tiền để tiêu, nhưng mà họ lại mua ít hơn. Các nhà kinh tế không đồng ý về việc có nên mô tả sức mua giảm đã dẫn đến với giá tiêu dùng tăng cao và có nên cho đó là lạm phát hay không. Nhưng thưa quý vị, đối với thuật ngữ lạm phát, nó không quan trọng đối với việc cử tri phải trả nhiều tiền hơn để đổ xăng cho xe của họ, để sưởi ấm nhà cửa trong mùa đông, để mua thực phẩm và quần áo cho gia đình. Hiện tại chi phí sinh hoạt tăng cao trong đại dịch COVID-19 là một vấn đề quan tâm hàng đầu trong một số cuộc thăm dò về thái độ bi quan của cử tri. Và các cuộc thăm dò đã cho thấy rằng người Mỹ cảm thấy tốt hơn về tương lai vào đầu mùa hè năm 2021, cách đây 2 tháng. Khi mà vaccine có nhiều, nhiều người đi chích, nhưng mà sự lạc quan đó đã giảm xuống ngay trong vòng có mấy tháng thôi. Vào mùa thu năm nay, với gần 60% những người cử tri họ đang lo lắng rằng có thể đất nước này đang đi sai hướng. Khi mà vaccine thừa mứa, mà số người chưa chích, không chịu chích để đất nước sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, thì con số này không phải nhỏ, nó lên đến 78 triệu người chưa chích. Đó là nói đến vấn đề giá cả và lạm phát. Rồi bây giờ đến vấn đề thứ ba là vấn đề khủng hoảng biên giới. Kính thưa quý vị, Amazon, họ đã tăng lương khởi điểm cho nhân viên kho hàng lên 18 Mỹ Kim một giờ, khá cao. Và các nhà tuyển dụng lớn khác cũng đã cung cấp nhiều công việc hơn nữa. Nhưng với mức lương cao như vậy, mà nhiều công ty vẫn không kêu gọi được nhiều người Mỹ quay trở lại với công việc làm. Các nước nghèo hơn, không đủ khả năng đưa ra mức lương cao như vậy để tăng cường nhu cầu cần thêm người như là cách Hoa Kỳ đang làm. Thí dụ, như ở Brazil, thì họ hiện đang phải trả gần 11% để vay tiền trả tiền lương cho công nhân. Và điều đó đang khiến cho tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil lên trên 14%. Thưa quý vị, những xu hướng kinh tế đó là một trong những lý do quan trọng khiến cho hàng chục ngàn người Haiti tị nạn ở Brazil cách đây một thập niên đã bất ngờ có mặt tại biên giới lại phía Nam Hoa Kỳ để nộp đơn xin tị nạn. Không chỉ những người nhập cư Haiti ở Brazil, họ đang phản ứng với các tín hiệu kêu gọi, mời mọc từ các nhà tuyển dụng Mỹ đang háo hức muốn tìm người. Mà nhiều người cố gắng tìm mọi cách để vượt qua biên giới phía Nam với số lượng nhiều nhất trong vòng 20 năm qua. Nhưng vấn đề lại đến từ phía chính quyền Mỹ về cách giải quyết qua sự xét duyệt khi chấp nhận một số người và từ chối những người khác. Dễ thấy quá, kính quý vị, trong số 30.000 người từ Haiti đã xuất hiện tại giao lộ Del Rio vào tháng 9 vừa qua, 30.000 người, thì có 12.400 người đã được nhận vào Hoa Kỳ. Một con số không nhỏ. Và trường hợp 5.000 người khác thì vẫn đang chờ xét duyệt. Và 10.000 người thì đã bị từ chối. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến lượng người Haiti bất chấp hiểm nguy để tìm đường đến Mỹ. Bởi vì họ thấy rằng với con số mới rõ ràng đó, 30.000 người mà đã có được 12.400 người được nhận vào Mỹ rồi, đây là cơ hội và họ phải đi. Họ biết rằng sẽ có khoảng trên dưới 30% những người trong số họ rồi sẽ được nhận vào Mỹ. Đây là dịp may hiếm có và họ quyết tâm thử thời vận và họ tràn đến biên giới phía Nam. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang muốn thông qua quốc hội một dự luật lớn hơn
về cơ sở hạ tầng. Nó liên quan đến vấn đề mà người nhập cư, là tại sao tôi nói đến vấn đề này. Là bởi vì nếu điều đó trở thành sự thật, nếu thông qua thành luật được cơ sở hạ tầng này, thì nó có thể làm rõ nét sự tương phản giữa một đất nước Hoa Kỳ đang bùng nổ phát triển, đang cần người, và sự trì trệ hoặc tệ hơn ở các nước nghèo hơn. Và chính sự tương phản đó có thể thúc đẩy nhiều cuộc di cư hơn, nhưng mà di cư vì kinh tế, và tạo ra nhiều hình ảnh trái ngược đến những sự hỗn loạn ở tại biên giới với những người bị từ chối nhập cảnh. Nhưng mà nó cũng tăng cái viễn cảnh tươi sáng đối với những người may mắn được Hoa Kỳ nhận vào. Và chính những điều bất cập này, nó đã khiến cho tình hình khủng hoảng nhập cư hầu như không thể nào giải quyết dứt điểm được, mà chỉ có trầm trọng hơn thôi. Kính thưa quý vị thính giả, từ quan điểm chính trị thì đây là điều tồi tệ nhất trong tất cả các vấn đề tệ hại có thể xảy ra đối với Tổng thống Joe Biden. Với những hình ảnh hỗn loạn làm sâu sắc thêm sự giận dữ giữa các đảng viên đảng Dân Chủ thân thiện với người nhập cư, nhưng mà lại gia tăng cái cảm giác mất kiểm soát trong các cộng đồng biên giới và giữa các cử tri chống nhập cư. Và vấn đề khủng hoảng nhập cư này tính đến ngày nay vẫn chưa có được một kế hoạch giải quyết cụ thể nào. Và nếu vẫn cứ như thế kéo dài đến giữa năm hay là cuối năm 2022, thì câu trả lời cho đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden là gì? Ai cũng thấy cả. Sang đến vấn đề thứ tư, kính thưa quý vị, đó là vấn đề tội phạm và văn hóa. Khi mà bất chấp lợi thế của sự cách biệt với 8 triệu phiếu phổ thông của kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thì đảng Cộng Hòa đã thực hiện tốt hơn phân nửa số phiếu bầu, đặc biệt là trong các cuộc đua vào Hạ viện. Kính thưa quý vị, các tổ chức vận động cho đảng Dân Chủ, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng 19 cuộc đua ở Hạ viện và Thượng viện để tìm hiểu sự khác biệt giữa cuộc bỏ phiếu tổng thống và các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ trong năm 2022. Và họ đã tìm thấy một mối liên hệ đặc biệt, mạnh mẽ giữa những sự lo lắng của cử tri về chủng tộc và tội phạm. Vào năm 2020, các vụ giết người ở Mỹ đã tăng 30%. Đây là mức tăng lớn nhất trong một năm mà FBI từng ghi nhận được. Và quan điểm ủng hộ bạo lực của đảng Cộng Hòa về tội phạm và chính sách cứng rắn của họ đã làm tổn thương đảng Dân Chủ nhiều nhất, khi mà đảng Cộng Hòa tiến hành việc chống lại các ứng cử viên da màu ở các quận có đông người da trắng. Và những nghiên cứu như vậy cũng cho thấy rằng thông điệp ủng hộ cảnh sát của đảng Cộng Hòa hoạt động đặc biệt hiệu quả để đưa những cử tri gốc Latin và châu Á Thái Bình Dương rời bỏ các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Thông điệp của đảng Cộng Hòa về chủng tộc và tội phạm sẽ còn gây được tiếng vang lớn hơn nữa với các khu vực bầu cử nhỏ hơn và lớn tuổi hơn so với các khu vực bầu cử lớn hơn và trẻ hơn trong năm 2022. Và đáng ngại nhất, thưa quý vị, đối với đảng Dân Chủ, năm 2020 đã chứng minh vấn đề tội phạm có thể tách rời các cộng đồng da màu như thế nào, và đưa một số cộng đồng da màu đó đến gần hơn với những người bảo thủ da trắng. Và các đảng viên đảng Dân Chủ đến nay thì họ vẫn chưa tìm ra lối thoát cho câu hỏi hóc búa này. Họ chỉ có biết thấy là hy vọng thôi, rằng tội phạm sẽ giảm đi và vấn đề sẽ ít trở nên nổi bật hơn, như đã từng xảy ra trong những năm tội phạm thấp từ cuối những năm 1990 đến cuối những năm 2010. Lúc đó thì tỷ lệ tội phạm rất thấp, nhưng mà trong thực tế thì tỷ lệ giết người lại không giảm. Nó tiếp tục tăng vào năm 2021, chỉ có ít hơn một chút so với năm 2020 mà thôi. Kính thưa quý khán thính giả, đối với những người kinh hoàng
giận dữ khi mà họ thấy sự đàn áp cử tri của đảng Cộng Hòa, thì họ lại có thể rơi vào một cái suy nghĩ sai lầm rằng có thể đảng Dân Chủ chỉ cần bảo vệ được quyền bầu cử thì chắc chắn rồi đảng Dân Chủ sẽ có được sự bảo đảm rằng họ sẽ chiến thắng. Đó là một quan niệm sai lầm. Bởi vì không thể chỉ bảo vệ được quyền bầu cử là đảng Dân Chủ automatic sẽ được chiến thắng. Không. Và một điều không thể chối cãi là trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 thì công việc của đảng Cộng Hòa sẽ dễ dàng hơn 2 năm trước rất nhiều. Bởi vì họ sẽ không còn bị gánh nặng bởi những ảnh hưởng xấu trong nhiệm kỳ tệ hại từ một tổng thống đảng của họ. Mà thay vào đó, họ có thể cố gắng để kéo dài sự tổn thất nhân mạng, mức độ lây nhiễm nhiều hơn trong đại dịch Covid-19. Vừa đẩy mạnh thuyết âm mưu để ủng hộ bạo lực từ những thành phần ủng hộ Trump, để tạo xung đột và hỗn loạn xã hội. Vừa làm lớn vấn đề khủng hoảng nhập cư, để ngăn chặn những chính sách có lợi cho người dân và đất nước của Tổng thống Biden. Để đẩy mạnh nhu cầu cần được giúp đỡ từ người lao động và lạm phát tăng cao. Để rồi làm gì? Sau đó thì họ sẽ được hưởng lợi từ những sự bất mãn của những cử tri Mỹ. Kính thưa quý vị, đảng Dân Chủ, họ đang thực sự phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Và thời gian xảy ra cuộc bầu cử giữa kỳ rất quan trọng trong năm 2022. Nó chính là thời điểm quyết định vận mệnh sống còn của đảng Dân Chủ và của cả nhiệm kỳ đầy trắc trở của Tổng thống Joe Biden. Và thời gian cho họ chỉ còn có 14 tháng nữa thôi. Nếu chính quyền Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ không thể dẹp bỏ những tị hiềm, những sự khác biệt và cái tôi quá lớn để cùng chung lưng vượt qua những khó khăn hiện tại này, đặc biệt nhất là bốn vấn đề mà tôi vừa nói. Thứ nhất, đại dịch Covid-19. Thứ hai, giá cả và lạm phát. Thứ ba, khủng hoảng biên giới. Thứ tư, tội phạm và văn hóa. Nếu họ không thể giải quyết dứt điểm hay là tệ nhất thì cũng làm tốt hơn cái tình hình hiện nay, thì có lẽ và chắc chắn rằng Trump và đảng Cộng Hòa sẽ không cần phải giành lấy quyền lực và thắng lợi trong các cuộc bầu cử bằng cách gian lận hay là phải xúi dục gây bạo loạn. Họ không cần làm điều đó, mà họ có thể sẽ đường đường chính chính giành lấy sự ủng hộ và lá phiếu của cử tri Mỹ một cách dễ dàng và hợp pháp. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.